Bạn là tín đồ karaoke, bạn đang cần một chiếc loa để mang đi du lịch cùng với bạn bè. Hãy tham khảo ngay JBL Party Box. Một chiếc loa nhỏ gọn, đáp ứng tốt cả nhu cầu nghe nhạc và karaoke. Đặc biệt, từ 20 giờ ngày 3 tháng 9, JBL chơi lớn sale 20%, giá chỉ còn 3,9. Mua ngay thôi! Sau 2 ngày đặt hàng thì em nó đã về vừa đúng dịp mình đi chơi. Giờ thì các bạn cùng đập hộp cùng với mình nha. Thùng với thiết kế hình ảnh rất bắt mắt, JBL được mệnh danh là dòng loa chuyên bass. Nhà phát hành đã ghi ngay slogan trên thùng: Powerful Bass Boost. Bên trong được đóng gói rất kỹ. Bên hông sẽ có một hộp phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ mở nó sau. Với hai đệm bảo vệ hai bên rất chắc chắn, tránh va đập khi giao hàng. Và đây là em nó. Đúng với cái tên gọi, một chiếc hộp với kích thước khoảng 30-30-30. Hộp phụ kiện đi kèm gồm có một sách hướng dẫn, một dây sạc và một micro. Chưa biết chất lượng có tốt hay không, nhưng ngoại hình của mic rất giống cái chày giả tiêu của mẹ mình. Bên cạnh đó cũng có điểm cộng cho nó, cảm giác cầm nắm rất đầm tay. Phía trước được trang bị hệ thống đèn LED bắt mắt, có thể điều chỉnh chế độ màu sắc tùy ý muốn. Bộ điều khiển được chia thành hai phần. Phía trên dành cho mic, bao gồm âm lượng, bass, chép, echo. Phía dưới có nút nguồn, kết nối Bluetooth, nút điều khiển âm lượng, điều khiển đèn LED, điều khiển bass. Khu vực phía sau là cổng kết nối AUX, cổng sạc cho các thiết bị. Đặc biệt là chức năng kết nối không dây giữa hai loa, và bên dưới là cổng sạc loa. Với trọng lượng chỉ 6kg, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, phù hợp với các cuộc tụ họp bạn bè, dã ngoại ngoài trời. Được trang bị IPX4, không lo khi buổi tiệc có quá đà làm vẩy nước vào loa. Thời lượng pin mình có test được khoảng 4 giờ với âm lượng 80%. Tuy nhỏ nhưng công suất lên tới 100W. Đặc biệt, bạn có thể tùy chỉnh một vài tính năng hay ho trên app JBL. Vì lý do bản quyền nên test mic mình sẽ làm riêng một video khác. Các bạn có thể xem link được gắn ở mô tả. Và mình là Bảo Huy Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.